xem xét xử lý hình sự người truyền đạo trái pháp luật. Công an Thanh Hóa cho biết sẽ xem xét xử lý hình sự người truyền đạo trái luật. Mục sư Tin Lành nói những người truyền đạo hội thánh của Đức Chúa Trời như vừa qua là trái kinh thánh và lời Đức Chúa Trời. Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh máy lọc nước thuộc khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Rung. Ngay tại chỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện ba phụ nữ theo Hội Thánh Đức Chúa Trời và nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến truyền đạo, sinh hoạt đạo khi chưa được nhà nước cho phép. Theo đó, ba hội viên Hội Thánh Đức Chúa Trời là Nguyễn Thị Loan, 19 tuổi, ngụ huyện Hậu Lộc, Nguyễn Thanh Tú, 24 tuổi, ngụ Kiến Thụy, Hải Phòng và Nguyễn Thị Ngọc ở Thanh Liêm, Hà Nam. Làm việc với cơ quan công an, ba phụ nữ khai nhận đến Như Thanh thuê phòng trọ bán máy lọc nước. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của ba phụ nữ này. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu vật dụng liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời như các loại sổ sách, kinh thánh, băng đĩa. Trước tình hình hoạt động phức tạp của Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn Thanh Hóa từ đầu tháng 3 năm 2018 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện bắt xử lý nghiêm nhiều điểm nhóm của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành phố Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Như Thanh, thu giữ nhiều tài liệu tang vật có liên quan đến việc truyền đạo trái pháp luật. Đại tá Trần Xuân Hương, trưởng phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an đã phổ biến cho người dân biết về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời để dân cảnh giác, phòng ngừa, đặc biệt khuyến cáo người dân không nghe, không tin, không tham gia tổ chức này. Hiện lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh quyết liệt với những người cầm đầu để xử lý theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo hoặc luật xử lý vi phạm hành chánh, thậm chí sẽ xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Trái với kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi thấy giáo lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là một tà giáo mà chúng tôi đã nhận biết từ nhiều năm trước đây. Nó có tác hại rất lớn đến an ninh xã hội cũng như đến các hội thánh của Đức Chúa Trời tại Việt Nam. Họ đã mang danh là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại làm những việc trái với kinh thánh, trái với những lời của Đức Chúa Trời. Không có tôn giáo nào dạy con cái sống tách rời cha mẹ hoặc không hiếu kính với cha mẹ, kính trọng mọi người. Những việc làm sai trái của họ là không tốt cho xã hội trong cộng đồng. Chúng tôi thấy rất bất bình, đề nghị chính quyền phải có những biện pháp cứng rắn để thức tỉnh họ quay lại đời sống đức tin, để ổn định trật tự xã hội. Ông Hoa Xuân Trực, mục sư quản niệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Hóa. Nỗi đau khi người thân bỏ theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hoạt động tôn giáo trái pháp luật của Hội Thánh Đức Chúa Trời gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm xáo trộn đức tin của một bộ phận nhân dân và làm nảy sinh mâu thuẫn giữa người tin theo và người không theo. Đó là khẳng định của Công an tỉnh Thanh Hóa khi nói về các hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời thời gian gần đây. Ở địa phương này có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy buồn, nhiều gia đình ly tán vì người thân đi theo. 60 người ở 15 huyện, thị xã theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Công an Thanh Hóa vừa thông tin toàn cảnh về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại địa phương này. Thời gian gần đây đây, nhóm này tiếp tục diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội và bất bình trong nhân dân. Từ các giả soát của các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, tỉnh này có khoảng 60 người ở 15 huyện, thị xã, thành phố tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời, trong đó tập trung đông nhất là ở thành phố Thanh Hóa, với khoảng 21 người tham gia, còn lại ở các điểm khác. Theo đó, thủ đoạn của tổ chức này là thường tìm đến các địa phương, thuê nhà trọ, nhà nghỉ bình dân và núp dưới các hình thức như bán hàng online, kinh doanh các thiết bị điện, đồ gia dụng, máy lọc nước, làm từ thiện để tiến hành các hoạt động lôi kéo, thuyết phục người dân tham gia, cụ thể là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên hoặc những người nhẹ dạ cả tin, có hoàn cảnh gia đình éo le, bất hạnh trong cuộc sống. Những người tham gia đều được giao giảng, tuyên truyền, sắp đến ngày tận thế, phải tích cực đi truyền đạo, mới được hưởng cuộc sống hạnh phúc trên thiên đàng. Nỗi đau người ở lại. Một trong những trường hợp khiến người ta phải rớt nước mắt, khi người cha, người chồng chứng kiến từng thành viên của gia đình mình đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, là anh Nguyễn Đức Tình ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Suốt hơn một năm đã qua, ba người con của anh, trong đó có hai con trai, đang là sinh viên trường đại học Hàng Hải,
Hải Phòng, và một con gái là học sinh lớp 10, đã bỏ đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, khiến gia đình ly tán. Đớn đau. Trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Dung, ngụ ở thành phố Thanh Hóa, có con gái đang theo học năm thứ 2. Trường Đại học Thương mại Hà Nội, với một tương lai rộng mở, nhưng nghe và đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Từ một cô con gái ngoan ngoãn học giỏi, bất ngờ trở nên thành người xa lạ, vô cảm ngay cả với bố mẹ và người thân của mình. Đớn đau, nhiều lần vợ chồng chị Dung đã phải nghỉ việc ở nhà để trông con và hết sức khuyên giải, nhưng con gái chị vẫn kiên quyết không từ bỏ, thậm chí còn đòi từ bỏ cả cha mẹ, họ hàng, về nhà đòi phá cả bàn thờ, bát hương để theo đạo, khiến gia đình hết sức lo lắng cho con gái của mình và bức xúc trước sự việc. Con mình bị lôi kéo nên đã tìm đến cơ quan công an nhờ giải cứu. Công an Thanh Hóa cho biết đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Còn nhiều sinh viên, cán bộ nghỉ hưu khác cũng bị lôi kéo tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những tín đồ sau khi tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời, khi nghe giảng đạo phải đóng 50.000 đồng trên một người cho trưởng nhóm. Đặc biệt, những tín đồ có công việc ổn định đều phải dâng cúng cho Hội Thánh 10% thu nhập trên tháng. Tuy nhiên nguồn tiền này sử dụng như thế nào thì các tín đồ không bao giờ được biết. Những diễn biến phức tạp và những hệ lụy do Hội Thánh Đức Chúa Trời gây ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với nhiều cơ quan liên quan tuyên truyền về hậu quả và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời để nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, không nghe, không tin, không tham gia tổ chức này, đồng thời mạnh mẽ lên án, đấu tranh dẹp bỏ tổ chức này ra khỏi đời sống xã hội. Mặt khác, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh quyết liệt với số đối tượng cầm đầu Hội Thánh để xử lý theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo hoặc luật xử lý vi phạm hành chính, thậm chí sẽ xem xét để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Vợ bỏ theo Đức Chúa Trời mẹ chồng đi tìm thì bị dọa chặt chân. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Chính, 34 tuổi, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đang lo lắng cho vợ và ba con, hai bé sinh đôi 6 tuổi, một bé út 3 tuổi. Sau thời gian vợ bỏ nhà đi theo Đức Chúa Trời mẹ, chiều ngày 24 tháng 4, anh Chính cùng một số người lặn lội đi tìm vợ là chị Nguyễn Thị Hương, 31 tuổi, để đưa về với ba đứa con thơ. Anh Chính đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền ở huyện Thạch Hà để tìm vợ. Tại đây, chị Hương không ra gặp chồng. Ngược lại, xuất hiện một nhóm người ngăn cản anh Chính tìm vợ. Có hai đối tượng còn đe dọa, ném đá anh Chính. Do vậy, phía anh Chính và nhóm người kia đã cãi nhau, rất đông người kéo đến theo dõi. Trước tình hình trên, Công an huyện Thạch Hà đã cùng chính quyền xã Thạch Liên mời các bên về làm việc, lập biên bản và cam kết giữ ổn định tình hình. Theo anh Chính, đầu năm 2017, vợ anh gặp Nguyễn Thị Hiền. Từ đó, Hiền đã rủ rê vợ anh đi theo tổ chức Đức Chúa Trời Mẹ. Vợ tôi từ một người vợ hiền chăm lo cho con cái, gia đình, rồi bị rủ rê đi theo tà đạo nào đó và về rủ chồng học thêm Kinh Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Mấy tháng nay, cô ấy thay đổi hoàn toàn, đòi bán nhà, bán xe, chuẩn bị cho ngày tận thế. Ai khuyên bảo cũng không nghe, bỏ bê ba đứa con và rủ rê lôi kéo người trong gia đình gia nhập đạo, anh Chính cho biết. Lôi kéo chồng không được, vợ anh Chính còn về lôi kéo cả cha ruột gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời, người cha không đồng ý, cũng bị con gái từ mặt. Sau nhiều lần anh Chính và gia đình khuyên nhủ vợ anh trở về với gia đình, rồi lại bị nhóm người đến rủ rê bỏ đi. Lần vợ anh Chính bỏ đi tiếp theo, lần thứ ba là ngày 25 tháng 3 tới nay, chưa trở về nhà và không ai có cách nào liên lạc được. Anh Chính đi tìm vợ từng bị nhóm người của Hiền dọa, nếu đi tìm vợ là tao chặt gót chân. Ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời hay còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5 năm 2016, bắt nguồn từ một nhóm người do Thiều Văn Hoang, 32 tuổi, quê ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, làm trưởng nhóm. Họ vào Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị kinh doanh để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sáng ngày 26 tháng 4, ông Phạm Văn Kiên, trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết,
anh Hoang vừa cưới vợ và đi hoạt động lôi kéo ở các địa phương khác, chưa ít khi về nhà và lôi kéo người dân trên địa bàn, bởi họ đều cảnh giác và không đi theo. Bố anh Hoang cũng đã từ mặt con vì nói mãi không nghe, không trở về mà vẫn đi theo nhóm người xấu đó.